Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Hà Nội. Vâng ạ, đây ạ, em đang nghe rồi đây ạ. Vâng ạ, chị hỏi cái vấn đề gì ạ? Giờ em năm nay là 55 rồi mà Vâng. Sinh con là được 27 tuổi. Dạ. Thế bây giờ đi thử máu là lấy máu mới lại lấy tóc thì là cháu nó lại hoàn toàn giống mẹ. Vâng. Nó lại không giống sang bố. Thì bây giờ gia đình nhà chồng người ta lại cứ bảo là không phải cái con của chồng. À. Suốt cuộc đời thì chẳng đi được đi với ai mà bây giờ lại oan uổng như thế. Vâng. Thì cũng nhờ đài là xem là còn cái cách nào nữa không thì để giúp đỡ ạ. Dạ vâng, vấn đề thắc mắc của chị sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể ạ. Xin mời bác sĩ. Vâng ạ. Vâng. Xin chào chị, tôi thực sự là rất chia sẻ với tâm trạng của chị. Vâng. Mình năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi đúng không? Vâng mà ạ. Con thì có phải bé đâu, con 27 tuổi rồi. Vâng. Bây giờ tự nhiên lại cả họ nhà nội lại bảo là không phải là con của bố nó. Vâng. Thực sự thì có, là thì có vừa... ông nội đi lại bố thì ạ. Vâng. Còn anh em họ thì lại bảo không quan tâm đến chuyện đấy. Bây giờ cháu nó lớn rồi không quan tâm, nhưng mà cứ ông nội đi bố nó với các cô nó lại cứ bảo nó không phải con nó chị ạ. Ừ. Thực sự vâng. là vừa đau lòng nó lại như vâng kiểu xúc phạm mình nữa, bởi vì là mình sẽ là người biết rõ nhất đấy là con ai đúng không? Vâng ạ, vâng ạ. Nhưng mà tôi cũng hơi ngạc nhiên cho chị một tí là tại sao chị làm xét nghiệm thì nó phải là cả ba mẫu chứ chị? Hoặc vâng là ạ. chị làm xét nghiệm của anh ý và của cháu thôi thì vâng. người ta sẽ đưa ra được kết luận là cái gen của anh ý và gen của cháu nó giống nhau ở bao nhiêu phần trăm. Vâng. Chứ làm sao mà lại chỉ có là gen của chị được? Thì lại báo cáo với chị là anh ấy ở nhà thì anh ấy lấy trộm tóc của cháu nó đi xét nghiệm thì ừ. lại giống coi như là khác bố hoàn toàn. Thì bây ừ. giờ là em đi ở xa về thì em nghi ngờ, thì em bảo nếu thế thì đi thử lại. Đúng thì rồi. Ra viện khoa học Hàn Lâm thì hỏi là bây giờ thì lần trước là bố cháu mang xét nghiệm của cháu nhưng mà không đúng với bố. Thế thì bây giờ có cách nào để làm lại không? Thì các bác sĩ ở Bệnh viện Khoa học Hàn Lâm Hà Nội lại bảo là bây giờ phải lấy cả mẫu của cô vào. Thì bây giờ là lấy mẫu tóc của em với lại máu của em vào để ba mẫu cùng thử thì lại cho ra kết quả là lại giống mẹ hoàn toàn. Thế tôi thì tôi nghĩ mà... là thông thường làm xét nghiệm là người ta làm xét nghiệm giữa hai người với nhau. Ví dụ Vâng. như là chị với cả cháu, chị Vâng. rồi cháu với cả bố nó. Đấy, Vâng. chứ chứ không mấy khi lại làm cái kiểu để khi xác định là con ai á thì Vâng. người ta sẽ làm của hai cái đối tác đấy với nhau. Vâng. Bây giờ theo tôi thế này, tốt Vâng. nhất là ba mặt một lời, cả anh ý đi cùng, con trai Vâng. chị và Vâng. chị đi cùng Vâng. Vâng. đến cùng một cái địa điểm, có thể khác cái chỗ mà chị làm đi, đến nó Vâng. có những cái điểm mà của Bộ Công an, là những cái Vâng. điểm mà người ta có tư cách pháp nhân, người ta được trả lời về cái kết quả xét nghiệm ADN này. Vâng. Sau đó cả ba người cùng ở đấy, cùng lấy mẫu và cùng làm. Vâng. Bởi vì Vâng. sao? Bởi vì tôi nghĩ là xét cho cùng bây giờ con chị rất là lớn rồi. Vâng. Cháu nó 27 tuổi, nó cho dù là bố hay không là bố thì nó đã, câu chuyện nó đã gần đấy năm trời rồi. Nó sẽ tự quyết Vâng. định được tất cả mọi chuyện. Vâng. Và mình cũng làm để cho mình thỏa mãn cái những cái Vâng. vấn đề liên quan đến tự trọng của mình thôi. Chị Vâng công ạ. nhận không? Vâng Đấy, ạ. chứ còn trong trường hợp cực kỳ hy hữu lắm ý, mà rất hiếm Vâng. gặp, đó là lại không có một cái gen nào của anh thì hoàn toàn không thể như thế Có ạ, nó được. có em thì em lại nhìn thì ở như trong cái mẫu Vâng. đây thì nó chỉ có ba bốn bốn cái dòng là nó trùng với bố nó thôi. Vâng. Còn đâu thì nó lại cứ là tất của mẹ, nó đau khổ cái là giữa cái ông bố chồng với lại mẹ chồng với lại ba cái con em chồng nó đến, nó bắt đầu là nó xưng hùng xưng bá rồi là nó đánh đập em chị ạ. Câu chuyện này chị hoàn toàn không muốn và Vâng. chị cũng không không thể xử lý gì trong cái trường hợp như thế này nữa. Kể Vâng. cả những tình huống xấu nhất chị đặt ra với con trai chị. Vâng. Nếu tất cả như thế, chứ còn vấn đề con 27 tuổi mà bây giờ cô với lại bà nội với ông nội đến làm những cái chuyện như thế thì tôi nghĩ tình cảm gia đình cho dù sau này có xác định Vâng. được ADN đây phải con hay không con thì tình cảm nó đã sang một cái trang rất khác rồi. Vâng Thậm ạ, chí đúng rất rồi là ạ. xấu, chị công nhận không? Vâng ạ. Mình chuẩn bị đối mặt với tất cả mọi việc như thế, con bây giờ Vâng, nó thì quá cũng lớn rồi. báo cáo với chị là
trước lúc chồng em tuyên bố thế thì nó lại đã đi, nó có vợ khác rồi. Đấy, vâng. Thế thì bây giờ lại tất cả bố mẹ nó mới lại các em nó lại đồng tình vào là lại không báo biến cho anh em họ hàng bên nội bên ngoại. Vâng. Mà chỉ có là hai ông bà đấy với lại mấy cô cùng vâng. đồng tình với chồng em là đi lấy vợ rồi. Vâng. Thế thì em chỉ ngại cái là bây giờ mình không được gì mà bây giờ như thế thì nó uất ức quá. Vâng. Thì đi làm nhưng mà con em thì năm nay 27 tuổi thì được cái là trước kia là cháu nó cũng chán nản cuộc đời, là nó cũng lâm vào nghiện hút. Rồi nó nọ kia thì bây giờ là cũng nói nhiều với nó thì là nó cũng tỉnh ngộ ra và nó bảo thôi thôi thì cho dù là như thế nào thì mẹ vẫn là người đẻ ra con. Chính xác. Thì mẹ không có cần phải suy nghĩ gì nhiều. Thế nên là con nhà em thì nó lại báo cáo với chị là nó lại giống mẹ hoàn toàn. Đấy, nó lại giống bên ngoại nhiều quá mà dân làng người ta bảo khổ thì trông con thì nó lại như thế kia mà sao nhà nó lại như thế. Tôi đã nói với chị rồi, cái trường hợp như của nhà chị nó cũng rất là hy hữu nếu mà làm xét nghiệm hai cái mẫu thôi. Đó là xét nghiệm mẫu của bố nó và mẫu của nó thôi. Thế cho nên là thôi, chuyện nó cũng như thế, nó cũng rất là đáng tiếc đối với mình. Tuy nhiên nó cũng là một cái vết rất là lớn. Và mình sẽ sẵn sàng đối mặt với cả mọi chuyện như thế. Con chị nó có những cái sai lầm mà bây giờ nó đã nghĩ lại, nó đã tự đứng lên được và nó chia sẻ, nó yêu thương chị. Tôi nghĩ là cái lời động viên đấy vô giá đối với chị rồi. Mọi chuyện mình có thể làm được nhá. Tính toán rồi nghĩ lại cho nó chu toàn để tất cả những cái gì đó liên quan đến pháp luật, mình khi mình cần đến sự can thiệp của pháp luật mình sẽ làm đến tận nơi. Để mình sẽ không bị thiệt thòi. Còn lại tất cả mọi chuyện khác sẽ chả có ý nghĩa gì chị nhỉ. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Và chúng tôi cũng chúc chị sẽ vững vàng trong cuộc sống. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi.